Morning Holy Spirit, Chúa Thánh Linh ơi, chúng con chào đón Ngài thì giờ này để Chúa, để người nói, người nghe đều được ơn của Chúa thì này. Và con tin rằng chúc mừng ông bà anh chị em khắp mọi nơi trên thế giới. Tôi tin rằng không phải là tình cờ ông bà anh chị em vô nghe YouTube này, nhưng mà đây là bởi sự hướng dẫn của Thánh Linh của Ngài kêu gọi để cho chúng ta hướng lòng về Chúa. Chúng ta trong đời sống thì chúng ta tập trung vào đủ mọi thứ hết, nhưng mà sự thật Thánh Linh của Ngài, Chúa muốn chúng ta là những người con cái của Chúa trên đất này thì hoàn toàn bỏ những cái thời gian ra để mà có mối tương giao với Thượng Đế và có được cái sự riêng tư cùng với Ngài, bởi vì Ngài cần bày tỏ sự bí ẩn cho mỗi người chúng ta và cá nhân tôi. Cảm ơn Chúa, Chúa ban phước cho mà chị em khắp mọi nơi. Xin giới thiệu YouTube này cho những người xa gần ở khắp mọi nơi trên thế giới để chúng ta từng cùng nghe YouTube này cùng với nhau. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn ông bà anh chị em. Chủ đề ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ là quản trị tâm trí của mình. Bài 5, tôi đã chia sẻ được 4 bài về cái con người của chúng ta. Chúng muốn là trước hết chúng ta phải quản lý chính bản thân của chúng ta trước hết. Trong Sáng Thế Ký mà khi mà Chúa tạo dựng cái trời và đất á, thì Ngài cho quyền ông Adam là cai trị và quản trị, thống trị và tể trị, làm quản gia cho Chúa trên đất này. Và khi chúng ta muốn làm quản gia cho Chúa trên đất này á, thì trước hết á, là Chúa cũng cho chúng ta cái fruit of self-control, là quản trị chính bản thân chúng ta. Cho nên đó là bài đầu tiên tôi đã chia sẻ là quản trị những gì mắt thấy tai nghe, và quản trị những hành động, lời nói và việc làm của mình. Và bài 5 là quản trị về cái sự quyết tâm của mình. Một con người ở trên đất này, chúng ta biết được rằng bất cứ bạn ở nơi nào, quốc gia nào, văn hóa như thế nào, nhưng khi mà một người ở trên đất này và không có một cái sự quyết tâm, không có được một cái mục tiêu, mục đích trong đời sống của mình, thì sự thật là một người đó không đi đâu cả trên trần gian này. Và chúng ta sống như vậy thì thật là phí cái thời gian trên đất này. Một người mà Chúa tạo dựng ra trên đất này không phải để cho chúng ta có hơi thở, xong rồi chúng ta ăn uống, lớn lên, đi làm, đi học, rồi đi làm và có gia đình, có con, có nhà cửa, và rồi già, về hưu, rồi chúng ta chết, tắt thở, lìa khỏi cái trái đất này. Người đời nói là gần trời và xa đất. Cái đó là không phải mục tiêu của Thượng Đế muốn mỗi người chúng ta. Mục tiêu của Thượng Đế muốn mỗi người chúng ta trên đất này là quá tuyệt vời. Cho nên Ngài kêu gọi chúng ta là mỗi một người chúng ta phải có mục tiêu, mục đích, mà nhắm lấy cái mục tiêu, mục đích đó mà chạy. Giống như Phaolô nói là tôi cấm đâu mà chạy mà giật giả cho đứng Christ á. Cho nên chúng ta không thể nào mà sống thờ ơ, sống mà không quản trị được thời gian, quản trị được môi miệng và không quản trị được chính bản thân của chúng ta, thì sự thật chúng ta không làm gì được. Chúng ta không có cái gì thành công hết nếu chúng ta là một người không biết quản trị mọi thứ ở trong đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta phải tìm ra được cái mục tiêu, mục đích ở trong đời sống của mình. Xong đó rồi đó là chúng ta phải là quyết tâm. Sự quyết tâm mà làm thành cái mục tiêu, mục đích đó là rất là quan trọng vô cùng. Sự quyết tâm nói ra là chúng ta phải bỏ thời gian. Ý nghĩa của sự quyết tâm là bỏ thời gian ra, tìm hiểu và nhắm lên mục tiêu, mục đích, và làm mãi cho đến khi thành công thì thôi, không bỏ cuộc. Đương nhiên là chúng ta phải bỏ thời gian, bỏ sức lực và bỏ tiền bạc, và bỏ những cái, chúng ta phải hy sinh những cái gì mà chúng ta thích. Chẳng hạn như chúng ta thích làm biếng thì chúng ta phải hy sinh cái đó rồi đó. Rồi nếu mà chúng ta mà thích tiếng Anh gọi là waste time, phí thời gian đi, thì chúng ta phải bỏ cái đó. Một người mà nhắm lấy mục tiêu, mục đích, và một người có cái sự quyết tâm là một người luôn luôn á, là kỷ luật đủ mọi cái trong đời sống chúng ta. Vì Chúa muốn chuẩn bị mỗi người chúng ta cho những việc lớn lao của Ngài trên đất này, chứ không phải là chúng ta sinh ra trên trần gian này để phí thời gian, để mà lướt qua cái trên đất này rồi chúng ta tắt thở về với Chúa. Không phải như vậy. Mục tiêu, mục đích Thượng Đế dành cho chúng ta thật là lớn vô cùng, thật là cao cả vô cùng, thật là vĩ đại vô cùng. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải có mục tiêu, mục đích ở trong đời sống chúng ta. Bởi vì khi mà Ngài tạo dựng cho chúng ta đó, thì Ngài đã cho cái điều đó trong đời sống chúng ta rồi. Mà Ngài giúp cho chúng ta bằng cách Ngài ban tặng Thánh Linh quý báu của Ngài ở trong chúng ta, để rồi chúng ta được cái sự mà hăng hái lên, cố gắng lên, để rồi Thánh Linh của Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta hoàn thành những cái gì mà Chúa đã đặt để trong chúng ta. Cho nên Ngài cần chúng ta
có một cái sự cố gắng, có một cái sự đầu tư, có một cái sự hợp tác với thánh linh của Chúa, rồi làm thành là phần của Chúa làm thành. Nhưng đương nhiên ân điển của Chúa giúp cho chúng ta làm thành rồi, nhưng mà chúng ta cũng không có thể bỏ cuộc, lựa chừng là chúng ta sẽ không có quyết tâm thì không làm được. Chúng ta cứ tưởng tượng đi, nếu mà không một người mà không quyết tâm ấy, thì ví dụ đi, tôi theo bạn tôi muốn là đi học về y tá, bạn tôi cũng học về y tá, mà tôi cũng không biết tại sao tôi lại thích nghề đó nữa, nhưng mà thôi theo bạn thôi, tại vì không có sự quyết tâm và cũng không có sự mục tiêu mục đích gì cả. Thế vậy á, thì tôi học được một năm chưa ra y tá gì cả, xong bắt đầu tôi lại gặp một người bạn khác học về khoa học, ôi hay quá khoa học, tôi thấy là hay quá, bạn ấy chia sẻ với tôi lại nhảy sang khoa học, mà trong khi đó y tá chưa được bằng lại nhảy qua khoa học. Rồi bắt đầu tôi lại học một thời gian, lại người khác giới thiệu cái khác, nói chuyện với cái khác, tôi lại muốn đi học làm người mẫu. Thế vậy là coi như tôi cứ nhảy miết thôi. Thế vậy tôi không có sự quyết tâm thì tôi làm gì? Tôi không có sự quyết tâm thì tôi cũng không có thành một người nào ở trên trần gian này hết ạ. Không có một người nào trên trần gian này mà nói với các bạn rằng tôi đẻ ra là không có một cái sự quyết tâm gì cả. Tôi thức dậy cái là tôi thành công, tôi là người thành công luôn. Không có điều đó. Cho nên Chúa muốn ngự vô đời sống của chúng ta. Chúa biết rằng chúng ta, cho nên Chúa mới ví chúng ta là chiên là như vậy. Chiên là không có tốt mà anh chị em. Chiên là một cái con là dại khờ lắm. Một cái con mà nói cái gì nó cũng nghe hết á. Coi như là ai nó cũng bắt chước được hết á. Con gì cũng có thể chăn con chiên được hết á. Cho nên khi mà Chúa ví con chiên, chúng ta là chiên của Chúa là không có tốt. Có nghĩa là chúng ta theo tùm lum tùm la, tin tùm lum tùm la, cái gì chúng ta cũng tin hết á. Cho nên Chúa ví chúng ta là chiên. Đó, mà chiên thì rất là cần người chăn. Nếu mà không có người chăn thì chiên nó không có sống nổi. Bởi vì chiên nó cần người hướng dẫn nó cần người chỉ dẫn nó cần người cho dắt nó đi ngủ, nó cần người dắt nó đi uống nước, nó cần người dắt nó đi nghỉ ngơi. Nó không có làm được cái gì hết á. Cho nên Chúa ví là Chúa là người chiên của chúng ta. Mà Chúa chăn chúng ta thì không có người chiên nào mà chết cho đàn chiên của mình hết. Mà Chúa là người mà sẵn sàng chết cho đàn chiên của mình. Một mình Chúa nên tập tượng cho mỗi người chúng ta mà thôi. Cho nên Chúa yêu chúng ta tới mức chết cho chúng ta. Cho nên Chúa muốn mỗi người chúng ta là hướng lòng thật sự, có một cái đời sống thật là kỷ luật. Bởi vì Chúa kêu gọi chúng ta là gì? Chúa kêu gọi chúng ta là dũng sĩ, là sứ giả, là thầy tế lễ. Chúa kêu gọi chúng ta là những người chiến binh ở trên đất này cho Chúa. Mà một người chiến binh thì chúng ta biết là rất là kỷ luật. Chúng ta mà đi tới những cái chỗ quân đội á, nó mà huấn luyện những người mà đi ra chiến trận á, thì rất là kỷ luật vô cùng. Bởi vì nếu chúng ta làm sai một chút là chúng ta mất mạng liền. Nó quan trọng vô cùng. Cho nên Chúa muốn chúng ta là những người mà đại diện cho Chúa ở trên đất này, mà có một cái sự quyết tâm mà làm chọn những gì mà Chúa giao. Nếu mà Chúa giao cho chúng ta điều chi, chúng ta cứ làm chọn cái điều đó đi. Nhưng chúng ta đừng có so mình cùng mấy ông A, ông B. Tại vì Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta là khác nhau. Cho nên nếu mà Chúa kêu gọi tôi là vợ sinh nhà thờ thì tôi cứ trung tín làm điều đó đi. Chúa kêu gọi tôi là nấu bếp trong nhà thờ thì tôi cứ trung tín trong cái vấn đề đó đi. Nếu Chúa gọi tôi là làm chuyện gì đó thì tôi cứ trung tín trong chuyện đó đi. Bởi vì nếu một người không trung tín, quyết tâm làm chọn cái việc của những cái bậc thấp á, thì không có làm được cái bậc cao. Thường là chúng ta đã thích làm bậc cao hơn, thường là chúng ta thích là đi làm trước sân khấu hơn, thường là chúng ta thích là ở đám đông hơn, thường là chúng ta thích làm với người quan trọng hơn. Nhưng mà Chúa lại rèn luyện chúng ta một cái đời sống kỷ luật, một cái đời sống hạ mình, một cái đời sống khiêm nhường, một cái đời sống mà Chúa muốn chúng ta phải luôn giống mình trong Chúa. Dù chúng ta là người tài giỏi như thế nào cũng phải học hạ mình, khiêm nhường bằng cách mà giống mình trong Chúa. Cho nên á, là khi mà tôi mới về Việt Nam này á, hầu về Chúa ở đây thì năm 2006 thì tôi thấy rằng là Chúa ơi Chúa, hồi đó đó thì tôi cái chức vụ của tôi á là pha trà và lau chùi bàn phòng nhóm của chúng ta. Và tôi làm điều đó tôi nghĩ chắc 11 năm. Nhưng mà 7 năm trời á, thì tôi làm cái phòng nhóm đó là được 11 năm. Nhưng mà sự thật là tôi làm 7 năm tôi chỉ có là nấu đồ ăn cho điểm nhóm và pha trà và vệ sinh cái phòng nhóm thôi, và chuẩn bị phòng nhóm để cho tôi tới Chúa tới nhóm lại. Và cái đó là chức vụ của tôi 7 năm trời như vậy. Và tôi cũng không có, tôi không có là người quan trọng gì cả. Tôi chỉ có làm điều đó thôi. Sau 7 năm thì tôi mới xin Chúa là Chúa ơi Chúa,
Con muốn chia sẻ lời Chúa, con muốn làm nhiều điều khác quá, mà con giống như là một người, bởi vì tôi nhút nhát lắm, cho nên là tôi nói Chúa ơi, con giống như là một người phế thải vô dụng cho Ngài như vậy. Chúa ơi, con không thể nào mà làm một người nhút nhát được như vậy. Chúa ơi, xin Ngài thương xót con mà Ngài dùng con. Thì tôi đã cầu nguyện điều đó cùng với Chúa, và cuối cùng á thì tôi kiêng ăn cầu nguyện 3 ngày và tôi xin Chúa, thì cuối cùng á là Chúa đã giúp cho tôi đắc thắng những sự sợ hãi. Sau đó rồi á thì tôi dần dần thì tôi mới cầu nguyện, tung phong cầu nguyện hay là chia sẻ lời Chúa cho những cái nhóm nhỏ này kia thứ. Rồi dần dần á thì sau 10 năm, sau 11 năm ở trong chức vụ im lặng á, thì bắt đầu tôi mới thật sự đi ra chia sẻ lời Chúa. Thì tôi tạ ơn Chúa là tôi học hỏi của bà Joyce Meyer rất là nhiều điều trong cái vấn đề trung tín trong việc nhỏ. Thì bà Joyce Meyer là một người mà tôi rất là hâm mộ bà ta khi mà tôi mới tin nhận Chúa. Và tôi tạ ơn Chúa cho những bài giảng mà thật là basic, là nền tảng để mà những cái gì nhỏ bé thôi, rất là nhỏ bé. Chẳng hạn như là bà ta sẽ nói là nếu mà một đống một cái mấy cái bát ở chỗ sinh á, bồn rửa chén là bạn không quản lý được, bạn không rửa được mấy cái chén đấy thì bạn nghĩ như thế nào mà bạn đi ra hầu việc Chúa? Nếu mà bạn kiêng ăn mà một cái gói khoai tây chiên thôi mà bạn á là thèm nó, mà bạn không kiêng ăn nữa mà bạn phải ăn cái gói đó, mà để cái gói khoai tây chiên nó quản lý cái sự kiêng ăn của bạn như vậy, thì bạn nghĩ như thế nào bạn đi ra hầu việc Chúa? Có nghĩa là rất là những cái nền tảng, rất là những cái đơn giản. Chẳng hạn như mình đi siêu thị ấy, mà mình đẩy chiếc xe ra xe mình, rồi xong bắt đầu mình để cái xe đó ở đó, rồi mình không có đẩy vào chỗ của nó. Thế vậy mình là người cơ đốc nhân như thế nào? Mọi người đều làm như thế, nhưng mà mình là người cơ đốc nhân thì mình phải là đẩy xe của mình và đẩy xe người khác vào chỗ mới là đúng. Cho nên tôi học hỏi được và chơi may là nhiều thứ rất là nền tảng, basic, căn bản của cái nếp sống cơ đốc nhân rất là tuyệt vời. Cho nên là đối với tôi là không có gì là gọi là việc nhỏ. Khi mà Chúa giao cho mình thì việc nào cũng chúng ta cũng là làm chọn những gì mà Chúa giao. Cho nên đừng bao giờ khinh thường cái việc nhỏ, nhưng mà làm trung tín và làm trong cái sự quyết tâm phải xong việc đó, mà phải trung tín, quyết tâm làm chọn. Bao giờ mà Chúa thấy mình á là Chúa tin tưởng mình được, và Chúa thấy Chúa duyệt mình rồi, Chúa thấy là mình đã đậu bằng test rồi, cái test mình đậu rồi, thì được Chúa dùng một cách tuyệt vời, ông bà anh chị em ơi. Cho nên á là cái bài về cái sự quyết tâm, thì chúng ta biết được rằng cái sự quyết tâm chúng ta phải trả giá, chứ không phải á là nếu mà hỏi tôi mà nếu mà 7 năm trời mà lau chùi phòng nhóm không nói một câu nào nhiều thì thử hỏi tôi thích không? Thì sự thật là tại vì cái hồi tôi nhút nhát lắm, cho nên thì tôi cố tình và tôi thích làm cái đó, tôi chọn cái chức vụ đó đó các bạn chị em. Nhưng mà nếu mà sự thật thích ơi là thích thì tôi nghĩ là làm gì thích được, nhưng mà tôi chọn cái đó để làm. Cho nên thì tôi thấy được rằng á là cái sự quyết tâm thì phải trả giá, là chúng ta phải cho cái thời gian vào, và chúng ta phải đầu tư thời gian, đầu tư tiền bạc, đầu tư sức lực và đầu tư cái công khó của mình. Chẳng hạn như là 5 giờ mà tôi phải dậy đi chợ rồi mua đồ ăn, rồi chuẩn bị cho điểm nhóm rồi. Cho nên là phải có một cái sự quyết tâm đó. Cho nên là cảm ơn Chúa, Chúa Thánh Linh rèn luyện ở trong đời sống chúng ta, khi chúng ta biết được rằng mà khi mà Ngài kêu gọi Joseph, mà trước khi mà giấc mơ Joseph có hai giấc mơ, mà trước khi giấc mơ mà đi làm điều lớn á, mà mọi 11 anh chị em phải quỳ xuống trước mặt Joseph á, thì Joseph phải trả giá là phải đi bán, là anh em của Joseph đã bán Joseph. Rồi cuối cùng á là Joseph làm cho nhà ông quan thì bị bà chủ thích mình, rồi bị oan ngồi tù đó. Rồi xong ngồi tù á thì có nghĩa là khi mà làm quản gia cho cái nhà ông Potiphar đó thì Joseph đã làm cho mọi việc, có nghĩa là vâng lời và làm tốt mọi việc, cho nên ông ta giao mọi việc cho. Nhưng mà cuối cùng á cũng bị oan cho vào tù. Nhưng mà khi mà cho vào tù rồi đó, thì Joseph cũng làm chọn cái ở trong tù, làm rất là tốt việc ở trong tù. Sau đó rồi á thì Chúa mới chuẩn bị cho Joseph làm thể tướng. Thì chúng ta biết được rằng Daniel cũng vậy. Cho nên á là chúng ta biết rằng khi mà Chúa muốn huấn luyện chúng ta để làm việc lớn cho Chúa đấy, thì chúng ta phải trải qua một cái giai đoạn để huấn luyện, để xong
khi cái giai đoạn đó luyện rồi á, mà chúng ta trung tín, chúng ta có một cái sự quyết tâm kỷ luật rồi á, trở thành những cái người dũng sĩ cho Chúa thật á, thì Chúa bắt Chúa mang ra chiến trường để mà cho chuẩn bị trong chính chúng ta để cho chức vụ lớn, cho công việc nhà Chúa. Cho nên Chúa không bao giờ kêu gọi chúng ta làm việc nhỏ hết á. Chúa không bao giờ kêu gọi chúng ta làm việc nhỏ mãi mãi hết á. Cái việc nhỏ đó là nó là một cái nền để đạt nên để mà chúng ta đưa chúng ta vào những cái việc lớn lao cho Chúa. Bởi vì mỗi người chúng ta là masterpiece của Chúa. Nó có nghĩa là chúng ta là một cái bức tranh hoàn hảo của Ngài. Mà những cái gì á mà Chúa đâu có muốn tạo dựng một bức tranh mà phế thải, một bức tranh mà không có giá trị, một bức tranh mà không có ai nhòm ngó tới đâu. Bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời tạo dựng trời và đất mà. Ngài là đứng vĩ đại lớn lao tuyệt vời, Ngài khôn ngoan hơn tất cả mọi, không có ai mà khôn hơn Ngài hết ạ. Ý tưởng Ngài thật là lớn lao và quý mẫu thay cho mỗi người chúng ta. Cho nên Ngài thật là tuyệt vời, Ngài không bao giờ mà để cho con gọi Ngài làm những việc bé tí hết á. Ngài kêu gọi chúng ta có một cái sự chuẩn bị để cho chức vụ lớn lớn lao. Nhưng mà trước khi Ngài dùng chúng ta cho một cái chức vụ lớn lao thì phải có một cái sự kỷ luật cho chính bản thân của mình để mà chuẩn bị cho cái việc lớn lao mà Ngài dành cho chúng ta. Amen. Thế nên xin Chúa ban phước cho chúng ta để mà khi những cái chuyện nhỏ bé mà chúng ta phải bước qua, chẳng hạn như chúng ta vệ sinh nhà thờ 5 năm, hay là chúng ta đi tắm rửa cho những người bệnh tật 3 năm, chúng ta làm những cái việc mà không ai khen chúng ta, không ai biết về chúng ta và cũng không ai nói một cái lời gì cho chúng ta chẳng nữa, thì Chúa nhìn thấy hết và Ngài ghi hết vào sổ của Ngài. Cho nên chúng ta phải biết được rằng chúng ta phải có một cái sự quyết tâm cho những gì mà Ngài đã đặt để cho đời sống chúng ta để mà làm thẳng. Có nghĩa là quyết tâm chúng ta làm mãi, bao giờ thành công chúng ta mới ngừng để giao cho người khác, chứ không phải là ngừng rồi bỏ cái đó, không phải như vậy. Ngài không bao giờ muốn chúng ta làm nửa vời, Ngài cũng không bao giờ muốn chúng ta làm một nửa bỏ cuộc, Ngài không bao giờ muốn chúng ta như vậy hết á. Bởi vì không có sáng danh Chúa, bởi vì mỗi một cái gì mà chúng ta làm thành công đó thì bắt đầu Ngài vui lắm và Ngài nói rằng: thấy chưa, con của ta, chúng ta biết là câu chuyện của Job rồi, Ngài còn khoe Job mà. Ngài cần khoe Job mà nói: thấy Job con ta chưa, là một người không có tội lỗi gì, là một người công bình, là một người thật là vâng lời ta thật là hạnh phúc, sung sướng, vui khi khoe về cuộc đời của Job. Chúng ta thì sao? Tôi hay nói với gia đình tôi, Chúa khoe về cuộc đời của Job như vậy đó, thì chúng ta muốn Chúa khoe về cuộc đời chúng ta về gì? Nếu mà nói đến David thì là một người lấy lòng Chúa, nói đến Abraham là một người tổ phụ của đức tin, chúng ta thấy không? Nói đến Salomon là một người thông minh từ trước cho đến mai sau, không có một người nào mà hơn Salomon. Thế vậy chúng ta, Chúa nói về chúng ta thì Chúa sẽ nói như thế nào? Chúa khoe gì về chúng ta? Tôi luôn nói với Chúa là: lạy Chúa, nếu Ngài khoe con thì con thích nhất là Ngài khoe là con là người làm cho cha cười, con là người làm cho cha vui lòng, con thích nhất là điều đó. Còn ông bà anh chị em thì sao? Ông bà anh chị em thích Chúa khoe mình về, Chúa khoe về mình về điều gì? Mỗi người chúng ta đều có sự lựa chọn cả, bởi vì Chúa yêu chúng ta, Chúa không muốn ép chúng ta, Chúa cho chúng ta quyền lựa chọn. Một là chúng ta là người con vâng lời, hai là chúng ta tự làm theo ý riêng của mình. Chúa chờ đợi chúng ta, Chúa kiên trì kiên nhẫn với mỗi người chúng ta. Amen. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, khi mà Chúa đặt để những gì trong đời sống chúng ta phải có một cái sự quyết tâm và làm tròn những gì mà Cha giao cho chúng ta. Cho nên trong Kinh Thánh thì chúng ta biết được rằng Chúa khen những người trung tín và ngay lành và vâng lời. Hãy vô lúc thế nào được thừa hưởng với Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta làm con của Chúa thì chúng ta chỉ có một con đường để lựa chọn: trung tín và vâng lời. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và nếu anh chị em bệnh tật ở đâu thì tôi xin phép được cầu nguyện cho ông bà anh chị em thì giờ này, nếu chúng ta đau ốm ở đâu, chúng ta đặt vào cái vị trí đó và tôi xin phép được cầu nguyện Chúa mà thần tính và Chúa sẽ chữa lành cho ông bà anh chị em. Và anh Chúa nói: hãy ai tin là được, hãy ai tin là được. Phần của tôi là phần vâng lời thôi, còn phần chữa lành là phần của Thượng Đế, mà phần tin là được là phần của ông bà anh chị em. Amen. Lạy Cha yêu dấu của con cảm tạ Ngài.
Con cầu nguyện cho ông bà anh chị em con khắp mọi nơi trên thế giới, con không biết hoàn cảnh của bà anh chị em con như thế nào, Chúa biết hơn. Vì lời Chúa ra khỏi muôn miếng chúng con thì Ngài đã biết trọn hết rồi. Thì này con dâng hoàn cảnh của bà anh chị em con như trong nhà. Con tạ ơn Chúa. Ngài chứng tỏ sự chữa lành của Ngài để cho chúng con thấy được sự thỏa lòng, thấy được Chúa yêu chúng con và sự chữa lành. Con cảm tạ biết ơn Ngài. Trong danh quỷ mắt của Đức Chúa Jesus Christ ta tuyên bố cái nơi mà ông bà anh chị em đang cờ để tay vô nơi đó, ta lệnh cho cơn đau đó, ta lệnh cho những triệu chứng mà ông bà anh chị em đang có, ta lệnh cho phải rời khỏi thân thể ông bà anh chị em ngay lập tức kỳ này trong danh quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ. Mà ta tuyên bố sự chữa lành hoàn toàn từ đầu đến chân trên thân thể của ông bà anh chị em, không được phép quay lại thân thể ông bà anh chị em nữa trong danh quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Mọi sự vinh hiển đều quy về Đức Chúa Trời và ngôi chúng ta. Tạ ơn Chúa. Amen.